Đây là thứ nước được làm từ loại quả có ngay trong vườn nhà bà con. Nó là một món quà sức khỏe mà thiên nhiên ban tặng cho những người bị đau nhức xương khớp lâu năm. Đậu bắp có chứa một lượng lớn vitamin A, vitamin C, vitamin K. Bên cạnh đó còn chứa các chất axit folic, chất xơ và nhiều khoáng chất quan trọng đối với cơ thể con người. Vì vậy mà khi ăn đậu bắp thường xuyên thì bà con sẽ giảm được tình trạng loãng xương, tăng cường dưỡng chất giúp xương khớp dẻo dai, khỏe mạnh hơn. Cách điều trị bệnh xương khớp bằng đậu bắp khá đơn giản. Mỗi ngày thì bà con sử dụng khoảng 10 quả đậu bắp, rửa sạch để ráo rồi dùng dao cắt thành từng lát mỏng. Sau đó thì đem đi đun với 500ml nước, dùng thay nước lọc hàng ngày. Kiên trì thực hiện trong vòng 1 tháng thì tình trạng sưng viêm và những cơn đau nhức của bệnh xương khớp sẽ giảm đi một cách đáng kể.